Vâng, em Tiến Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em. Đó, chúc các bác một buổi trưa vui vẻ các bác nhá. Đó, thì hôm nay tiếp tục lên video gửi đến cho quý các anh chị nhà mình một số sản phẩm bên em đang phân phối cũng như là quay trực tiếp báo giá cho quý các anh chị nhà mình. Thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ cho em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem những sản phẩm rồi video mới nhất của bên em các bác nhá. Đó. Thì hôm nay cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm là cái dao cắt kính cắt gạch men đa năng này. Đó, thì giờ em sẽ test luôn dao cho bác xem để các bác tham khảo nhá. Các bác mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại của em là 0967 128 399. Đó, các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em theo số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn cho các bác. Đấy, số của em đây. Thì quy cách mua hàng bên em rất đơn giản thôi. Các bác mua hàng thì cái hóa đơn trên 400k thì sẽ được miễn phí ship. Ngoài ra thì bên em giao hàng toàn quốc các bác nhá. Đấy, giao hàng toàn quốc. Chỗ nào nhà em giao được hết nên các bác yên tâm. Đó. Số hotline của em là 0967 128 399. Đó. Số này em quay cho mình hoặc em để phần tiêu đề video cũng có số điện thoại của em luôn. Đó, thì cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay thì em sẽ lên cho bác là cái sản phẩm là cái dao cắt kính cắt gạch men đa năng của Nhật này. Đó, đây, made in Japan này. Đó, made in Japan. Đó, con này cắt rất là ngon và rất là ngọt luôn các nhá. Tổng quan thì dao của nó đây. Đây là cái tay cầm này, đây là cái lưỡi dao để bác miết này. Đó, còn đây là cái tay công này. Đó, tổng quan dao thì rất là chắc chắn, dày dẫn. Đó, mà rất là nhẹ nhàng nhá. Con này thì cắt các bác không ra tiếng này, không bị khói bụi này. Nói chung là các bác cắt nhỏ lẻ, cắt gia đình là ok hết luôn. Các bác thợ thuyền cắt những cái kiểu dạng viên nó ít ấy. Đấy, không cần cắt nhiều, mình không cần dùng đến máy nhiều thì các bác dùng con này nha. Nói chung là rất là tiện lợi nhá, mà lưỡi rất là ngon, rất là sắc. Đây, giờ em sẽ vào cắt test luôn cho bác xem này. À đây, em báo giá luôn cho bác cái sản phẩm thì hôm nay giá nó rất giảm rất là tốt quá nhá. Giá giảm rất tốt. Giá hiện tại đang là 230, giảm còn 201, nhưng mà ngày hôm nay bỏ qua giá 201 thì hôm nay em giảm cho bác là chỉ còn 200k quá nhá. 200k cho một cái sản phẩm dao cắt kính cắt gạch men đa năng quá nhá. Đó, bỏ qua cái giá này luôn, dao cắt kính giá 200.000 sản phẩm nhá. Đi kèm thêm cho mình cái bộ sản phẩm thì bên em sẽ tặng kèm thêm cho mình là hai cái lưỡi dao. Đó, hai cái lưỡi dao quá nhá, để các bác thoải mái sử dụng thay thế. Đó. Đấy, rất là chuẩn chỉ, chu đáo quá nhá. Đấy, đi ra em sẽ đi vào cắt test luôn cho bác xem cái bộ sản phẩm bên em. Đấy, để xem cái công năng sử dụng nó nhiều quá nhá. Đó, thì giờ đây các bác cắt rất là dễ thôi, các bác cứ lấy tay miết đều tay cho em là được. Đây. Đó, các bác miết đều tay này. Đó, các bác nghe thấy tiếng nó kêu giật cái là ok. Đó, giờ các bác cho vào cái tay công này, các bác cho vào cái tay công nhá. Đó, các bác cho vào cái tay công này. Đó, các bác công này, các bác cứ công đều tay cho em coi nhá. Các bác lưu ý cho các bác cứ công đều tay cho em. Đó, công đều tay, công đều tay này, các bác công đều tay này. Đó, rất là ngon, rất là ngọt luôn nhá. Đó, rất là đẹp luôn này. Đó, đường đá đi rất là ngon luôn. Đó, rất là ngon luôn. Đấy là cắt gạch men nhá. Còn đây thì em sẽ cắt kính nhá. Đó, cắt kính nhá. Đấy. Các bác đi cũng bình thường thôi. Đó, các bác cũng miết cho nó kêu rít lên đấy. Đó, rất là ngon luôn. Đây, các bác lại cho với tay công của bác công nhá. Đấy, cho với tay công của bác công. Công đều tay nhá, các bác lưu ý các bác công đều tay. Đấy, công đều tay này. Đó, rất là ngon luôn. Ngon lành cành đào luôn nhá. Đó đây. Đấy, đường kính đi rất là thẳng luôn này. Đó, thẳng tắp luôn. Đó. Đây đây, em cắt em còn chưa dùng thước thiếc các thứ gì các bác nhá. Đó, nói chung là con này cắt siêu ngon luôn. Đấy, mà giá rất hợp lý. Giá ngày hôm nay giảm cho bác là chỉ còn 200.000 một bộ sản phẩm thôi các nhá. Dao cắt kính cắt gạch men đa năng, giảm giá là chỉ còn 200.000 một sản phẩm. Đó, 200.000 sản phẩm. Rồi, tiếp theo thì lên cho bác cái sản phẩm là một số cái sản phẩm và cái bộ cáo này. Đó, cái bộ cáo em mới về cái bộ cáo đây. Cái bộ cáo của Nhật quá nhá. Đấy, cái bộ cáo của Nhật. Cái bộ cáo của Nhật thì bên em đang bán cho bác giá là đi 280.000 bộ nhá. Đó, các bác lên mã cho em là bộ cáo, cáo của Nhật. Cái này chuyên cho bác cáo vòng bi cái thứ rồi đấy, bộ cáo quá nhá, bộ cáo của Nhật 280.000 bộ nhá. Đây thì em sẽ bóc hộp cho bác xem một bộ này. Đó, để cho bác mục sở thị này. Đó, rất đẹp luôn các nhá. Đây. Made in Japan này, có nhìn này. Đó, made in Japan, chữ dập chìm luôn trên thân của cáo này. Đó, made in Japan. Đó thì tổng quan cái con cáo nó như này. Đó, chuyên cho bác cáo vòng bi rồi các kiểu, các bác cáo ốc cái yếc các thứ ra đấy. Đó, đây là một cái tay tay lắc tay xoay này. Đó, để cho bác xoay này. Đó, nói chung là con này thép thiếc của Nhật thì nói chung là chấm hết luôn rồi. Đấy, dòng cáo của Nhật có nhá. Đó thì bên em đang bán cái dòng này giá là đi 280.000 một bộ nhá. Đấy, 280.000 một cái bộ cáo như này. Đó, ba chân ba càng này. Đó, cáo ba chân ba càng hai càng này.
đó, hai thanh giữ này, có một cái tay lắc tay quay này nhá, đó rất là ngon luôn. Đó đây, made in Japan, có nhìn rõ này, đó made in Japan, chữ dập chìm luôn trên thân của cáo này. Đó 280.000 bộ nhá, 280.000 một cái bộ cáo, bộ cáo của Nhật 280.000 bộ nhá. Đó 280.000 bộ. Tiếp theo thì lâu lắm bên nhà em mới về được cái sản phẩm là cái khò ga của Kabushi. Đó khò ga của Kabushi. Hàng này đánh lửa đó các nhá, hàng đánh lửa và cũng điều chỉnh ga to nhỏ này. Đó, đánh lửa tự động, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đây, made in Japan này. Đó, made in Japan này các nhá, hàng chuẩn chính hãng của Kabushi Japan. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, rất là êm. Đó, đánh rất là êm mà dòng này cầm rất là chắc chắn các nhá. Đó, cái dòng này thì bên em đang phân phối cho các bác giá là 190.000 một cái các nhá. 190k cho một cái sản phẩm kho ga của Kabushi. Đó 190k một sản phẩm nhá. Đó 190k của sản phẩm kho ga đánh lửa tự động nhá. Các bác lên mã cho em là kho ga Kabushi nhá. Đó kho ga 190 quá nhá. Kho ga 190.000. Đó kho ga đánh lửa tự động 190.000 quá nhá. Đó 190.000 một bộ. Tiếp theo thì ở đây em có cái sản phẩm là cái bộ vít V48 này. Đó cái bộ vít V48 này. Đấy, bộ vít V48 gồm có 48 chi tiết luôn nhá. Đây made in Japan. Đó 48 chi tiết trong một hộp thôi nhá. Đó con này thì dùng rất là phù hợp cho bác sửa chữa điện thoại này, máy tính này, đấy rồi là laptop, camera, máy ảnh này, rồi là sửa kính, sửa đồng hồ này. Đấy nói chung là nó rất là nhiều đầu vít rất là hiếm, các bác tìm ở thị trường rất là hiếm nhá. Nhưng mà bộ này nó có hết luôn. Đây đầu tròn này, đầu lục giác, rồi là đầu tam giác này. Đó đầu sao thị, hai cạnh bốn cạnh đầy đủ hết nhá. Ngoài ra thì con này đi kèm thì nó sẽ có một cái vít như này để cho các bác dùng này. Đây một cái con vít như này để cho bác xoay, các bác lắp cái đầu vít vào để các bác dùng. Con này đít nó xoay luôn nhá. Đấy ví dụ các bác lắp một cái đầu vít này vào, đó các bác lắp một cái đầu vít vào để bác xoáy này, nó dùng rất tiện. Nói chung con này dùng siêu tiện. Con này thì ngoài chức năng là nó lắp đây thì nó tự động nạp từ luôn nhá. Đấy nó tự động nạp từ luôn, nghĩa là các bác lắp đây tự động nó hút, nó nạp từ vào trong cái con này luôn. Đấy nên là dùng rất tiện nhá, hết từ các bác vứt vào nó tự động luôn này. Đó nạp từ tự động luôn không nhá. Đó dùng xong thì các bác lại bỏ vào đây, dùng rất là tiện nhá, dùng rất là tiện và ngon luôn này. Đó dùng rất tiện và ngon. Bộ vít 48 chi tiết này. Đấy bộ vít 48 chi tiết thì cái bộ này bên em đang bán cho các bác giá là bao nhiêu? 200k con nhá. Đấy giá rất là bí thôi. Đó 200k một sản phẩm này. 200k. Đó 48 chi tiết con nhá. 48 chi tiết. Đó 48. Các bác lên mã cho em là bộ vít 48 chi tiết. Đó giá bên em đang bán là 200.000 một bộ sản phẩm này các bác nhá. 200.000 một cái bộ sản phẩm vít 48 chi tiết này. Đó 200.000 bộ sản phẩm này. Tiếp theo thì ở đây em có cái sản phẩm là cái dòng bơm này. Đó dòng bơm 2T. Đấy dòng bơm 2T. Đó của thương hiệu Toyota. Đây, thương hiệu Toyota này. Đó thương hiệu Toyota made in Japan này. Đó con này thì nó có đồng hồ đo áp suất. Ngoài ra dây bơm rất là ngon luôn. Đó dây bơm rất là ngon. Dây bơm thì siêu dẻo và siêu bền. Các bác uốn thoải mái cho em luôn, không vấn đề gì các bác nhá. Đấy uốn thoải mái này. Đó lại dây lại trở về trạng thái ban đầu. Đó, đầu bơm rất đa di năng nhá. Đầu bơm các bác có đầu bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy. Đấy nói chung bơm đa di năng, bơm các kiểu các loại nhá. Bơm các kiểu các loại luôn. Đó. Bơm thì rất là dễ thôi, các bác đẩy ra, đó tự động nó sẽ đẩy ra. Con này thì dùng cho bác bơm tay, bơm chân đều được nhá. Đây các bác lấy tay dặn này. Đấy, hoặc là các bác lấy chân cũng dặn. Đấy, nghĩa là các bác thích bơm tay thì bơm, mà thích bơm chân thì bơm. Hoặc các bác đau tay thì các bác bơm chân, mà các bác đau chân thì các bác bơm tay. Đó, rất là đa di năng. Thì cái con này bên em đang bán là đi 320, nhưng mà đợt này đang giảm giá là chỉ còn 300.000 một bộ sản phẩm đấy các nhá. 300.000 một cái bơm này. Đó, 300.000 một cái bơm 2T. Các bác lên mã cho là bộ bơm 2T của Toyota. Đấy, Toyama các nhá, Toyama made in Japan này. Đó, 200.000 à 300.000 một bộ nhá. Đó, 300.000 một cái bộ sản phẩm nha. 300.000 một bộ. Tiếp theo thì ở đây em có cái dòng đèn pin này. Đó, đèn pin khổng lồ. Đó, đèn pin khổng lồ nhá. Đèn pin khổng lồ siêu sáng. Đây, rất sáng luôn nhá. Đấy, sáng trắng luôn. Đó. Rất sáng nhá. Các bác lên mã cho em đèn pin khổng lồ. Thì bên em đang bán là 400.000 một bộ sản phẩm này. 400.000 một cái đèn pin nha. Đây, thương hiệu của nó là Gentot Japan. Đó, con này nó sạc trực tiếp điện 220 nhá. Độ chiếu xa của nó là từ 600 cho đến 1.000m. Nhưng mà nó nói là 1.000m, nhưng mà em soi thực tế là nó phải xa hơn các nhá. Nó phải khoảng tầm 1.5 cây cho đến 2 cây số luôn, soi rất là xa. Đây. Đây là cái dây sạc nó này. Đó, hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc này. Đó, hết pin thì các bác mang ra các bác sạc. Đó, sạc cắm điện trực tiếp 220 luôn. Đó.
Đó, các bác sạc từ khoảng tầm 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy. Đấy, dùng xong các bác đậy cái nắp này vào, dùng rất là tiện. Đấy, tay xách mang đi, rất là oai phong nhá. Con này ngoài ra này nó có cả dây đeo luôn. Đó, ngoài ra có cả dây đeo này luôn này. Để cho bác mang đi mang lại này. Đó, các bác xách đến vai các thứ dùng rất tiện này. Để em cài cái dây đeo vào cho bác xem nhá. Đó, dây đeo của nó đây. Đó, dây đeo này. Đó, dây đeo rất là ngon luôn. Đó, dây đeo vừa làm có tay xách luôn không nhá. Thì các bác lên mã cho em đèn pin khổng lồ nhá, đèn pin khổng lồ thì giá bên em đang bán là 400.000 một bộ nhá. 400.000 một bộ sản phẩm này. Đấy, nó gồm có hai chế độ sáng này. Đấy, sáng vừa, sáng nhất này, sáng vừa này. Đó, sáng nhất, sáng vừa. Nó có hai chế độ sáng đấy nhá. 400.000 một bộ sản phẩm đèn pin như này. 400.000 một bộ nhá. Đó, 400.000 một bộ. Tiếp theo thì ở đây em có cái sản phẩm là cái dòng gen co nhiệt này. Đó, cái dòng gen co nhiệt. Thì bên em đang bán là 130k một bộ này có nhá, 130k một bộ. Con này thì nó gồm có 530 ống. Đấy, 530 ống gen. Đấy, các cỡ của nó, cỡ của nó là từ 1 ly cho đến 10 ly cũng nhá. 1 ly đến 10 ly, nghĩa là cỡ ống từ 1 ly đến 10 ly này. Đó, cỡ ống to nhỏ có hết này. Đó, có những cái cỡ rất to luôn này. Đó, đây cỡ rất to luôn này. Đó. Nói chung là thoải mái cho bác dùng thôi nhá. Thoải mái cho bác dùng. Dùng gia đình hay là các bác thợ thuyền, các bác muốn phân biệt dây âm, dây dương, dây nóng, dây lạnh các kiểu ra đấy thì các bác dùng quả này nhá. Nói chung là uy tín. Con này là dòng gen co nhiệt nhá. Các bác lưu ý là dòng gen co nhiệt, các bác dùng nhiệt hơ thì nó sẽ co vào nhá. Đó, thì cái hộp này đựng trong ngăn này rất là hợp lý này. Đấy, các bác mang đi mang lại này. Đấy, dùng xong các bác đậy vào không bị văng vãi mà nó chi tiết nhá. Nó ra cái gen nào nó ra gen đấy, thoải mái cho các bác lựa chọn. Nó dùng rất tiện, nói chung dùng rất tiện luôn. Hộp gen co nhiệt này thì bên em đang bán là 130.000 một bộ có nhá. 130.000 một cái bộ hộp gen co nhiệt như này. Đó, 130.000. Tiếp theo thì ở đây em có cái sản phẩm là cái dìu cán vàng này. Đó, dìu cam này, đó dìu cam của Nhật có nhá, Mỹ Japan. Thương hiệu Asahi các nhá. Các bác lên mã cho em dìu cam. Thì cái con này bên em đang bán là 250.000 một cây. Con này một đầu dìu này, một đầu búa này. Đấy, nghĩa là một đầu các bác chặt còn một đầu các bác đóng này. Đấy, tay cầm thì nó hàng đúc liền thân luôn nhá, hàng đúc liền thân luôn. Đấy, tay cầm ốp cao su. Đấy, cầm rất là chắc chắn dây dẫn này. Đó, 250.000 bộ sản phẩm đấy các nhá. 250.000 bộ sản phẩm nha. À, một chiếc dìu cam, các bác lên mã cho em dìu cam giá 250.000 bộ. Đó, 250.000 bộ. À, ở đây em có cái sản phẩm là đèn tích điện bên em vẫn còn này. Đó, đèn tích điện sáng các kiểu luôn nhá. Đấy, sáng nháy, sáng chậm, sáng nhất này, sáng nháy này. Đó, nháy nhanh này, nháy chậm này. Đó, nháy chậm này. Nói chung là con này rất là đa di năng luôn nhá. Đấy, các bác mở cánh được có nhá. Mở cánh ngon lành luôn. Đấy, bốn cánh luôn này. Đó, made in Japan này. Đó, con này thì ngoài chức năng là sạc bình thường rồi, các bác còn sạc được cả bằng năng lượng mặt trời nhá. Các bác mang ra ngoài, ví dụ các bác không mang đi dã ngoại là các bác không sạc được bằng điện thì các bác phơi nắng nha cho em, là nó tự động nó sạc cho cục pin bên trong này. Đó, vừa sạc bằng năng lượng mặt trời luôn. Ngoài ra nó sạc đường thông qua cái đường dây này để các bác cắm cái cục sạc USB, các bác sạc cho cục pin bên trong này cũng được luôn. Đấy, nói chung là rất là đa di năng. Đấy, con này các bác để như này được, hoặc các bác thả ra như này được. Đấy, thả như này các bác chiếu sáng được này. Đấy, có móc đeo luôn này. Đấy, có móc đeo. Đấy, đèn tích điện nhá. Nói chung là con này các bác ở nhà các bác mất điện này, các bác dùng để thắp sáng ăn cơm thì thoải mái luôn. Đấy, thắp sáng ăn cơm là thoải mái luôn, siêu sáng nhá. Đấy, lại còn chế độ nháy nhót các kiểu luôn này. Đấy, dùng rất là hay. Kết quả sản phẩm này thì bên em đang bán 160.000 một quả nhá. Các bác lên mã cho em là đèn bóng tích điện nhá, nhá. Bóng đèn tích điện, giá bên em đang bán là 160.000 một quả. Đó, 160.000 một quả này. Đấy rồi. Tiếp theo thì ở đây em có cái sản phẩm là cái bình xịt nhớt này, lâu lắm bên em mới về được coi nhá. Đó, lâu lắm bên em mới về được cái bình xịt nhớt này. Đó, bình xịt nhớt. Con này chuyên cho bác xịt dầu, xịt nhớt rồi các bác xịt dung dịch này. Các bác xịt những cái dung dịch lỏng, nước, niếc các thứ, nói chung là các bác thích xịt cái gì các bác xịt. Nó dung dịch lỏng nó các bác chơi được hết luôn. Đó, rất là ngon. Đây, made in Japan này. Đó, made in Japan. Bình của Kabushi Japan đó nhá. Đó. Con này thì đây, cái vòi này các bác uốn được, uốn nhớt các kiểu này. Đấy, các bác uốn nhớt các kiểu này, những cái vị trí khó các bác không xịt được các bác lấy cái này các bác uốn này, uốn để nó vào xịt cho nó ngon này. Đấy, rất là êm luôn. Đó, bên trong là các bác đựng cho vào đây, các bác cho vào này. Đó, có phần lọc luôn nhá, có phần lọc luôn. Nói chung là rất là chu đáo. Thì giá bên em đang bán cái bình xịt nhớt này, đang bán cho bác giá là đi 50.000 một bình thôi nhá. Đó, 50k cho một cái bình xịt nhớt được không nhá. 50k cho bình xịt nhớt này, các bác lên mã cho nó bình xịt nhớt giá 50.000 một chiếc thôi nhá. Đó, 50.000 một chiếc. Mũ lính này. Đấy, mũ lính hàng lên form rất đẹp luôn này. Đang bán là 100.000 một chiếc thôi nhá. Đó, 100.000 một chiếc, hàng lên form cực kỳ đẹp. Rất là dày dẫn chắc chắn. Mũ quân đội Mỹ thôi nhá. Đây USA này, đó USA. Đây, logo thêu tay luôn thôi nhá. Logo thêu tay luôn Air Force này. Đó, 100k. Cái này con này hay còn gọi là mũ dàn di nhá. Đấy, nhưng mà
em hay gọi là mũ quân đội. Đấy, mũ quân đội. Đấy thì giá bên em đang bán 100k một chiếc thôi nhá. 100k một chiếc, mũ lên form nhìn rất đẹp luôn. Đó, 100k một chiếc này. Đây. Lên form nhìn rất đẹp nhá. Đó, rất là cứng cáp, dày dẫn. Đó, 100.000 một chiếc thôi nhá. 100.000 một chiếc. Đấy, cho các bác đội. Đấy, 100.000 một chiếc. Tiếp theo thì dao dọc giấy này. Đó, dao dọc giấy thì đang bán là 50.000 một chiếc dao giấy nhá. Đó, 50.000 một chiếc dao dọc giấy như này. 50.000 chiếc này, nó của Kabushi Japan này. Đó, 50.000 chiếc dao giấy. Rất là ngon luôn. Đấy, đẩy kêu tạch tạch luôn nhá. Đấy, đẩy kêu rất là ngon. Đây, phần thớ này rất là dày luôn này. Đó, có lưỡi đi kèm thay thế luôn nhá. Lưỡi thì bên em đang bán là 50.000 hộp 10 lưỡi này. Đó, 50.000 hộp 10 lưỡi. Lưỡi của thương hiệu luôn. Đấy, lưỡi của Kabushi Japan. Lưỡi là lưỡi 0.6. Đấy, lưỡi 0.6 nhá. Đây, em bóc ra cho bác xem thử một hộp coi nhá. Đây. Lưỡi của nó đây này. Đó, cũng có 10 lưỡi này. Đó, có chữ dập chìm luôn trên thân lưỡi nhá. Đấy, chữ dập chìm luôn trên thân lưỡi này. Chất thép EK5 nhá, siêu sắc bén. Đó thì giá hộp lưỡi đang bán là 50.000, còn có mua nguyên dao thì là 50.000 một dao, còn lưỡi 10 lưỡi là đi 50.000 một lưỡi nhá. Đó, các bác mua cả combo này thì là 100.000. Đó, mua cả combo thì là 100.000 thôi nhá. Đó. Đó. Còn rất là nhiều sản phẩm mới nhưng mà thời gian nó có hạn thì em xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác rất nhiều đã luôn quan tâm ủng hộ em. Thì các bác có nhu cầu về hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với số em đang quay trên hình hoặc là cái số em để phần tiêu đề video nhé, thì sẽ có số điện thoại của em. Đó, số điện thoại của em là 0967128389. Đó, các bác cứ điện trực tiếp cho số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn cho các bác có nhé. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.